Xin chào anh em đã quay trở lại với chuyên mục cập nhật các tình tiết cực hot của Thầy Cúng Đại Chiến. Lại một tuần nữa trôi qua và chúng ta đã được chứng kiến thêm sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của một nhân tố bí ẩn. Mọi người có đoán được đó là ai không? Hãy cùng đi khám phá xem nhé. Chương 260: Quyết chiến tại tử địa Shinjuku phần 2. Mở đầu chương, Todo xuất hiện cùng một thiết bị khác lạ được ghim vào phần băng bó trên tay trái của anh. Một đầu tròn được gắn vào cây gậy và phần còn lại là một cái khung bẹt, vừa trông như một cái phách, vừa giống như một cái đồ gõ mỏ. Đó chính là bất nghĩa du hí đã được cải tiến. Cả Sukuna và Yuji đều bất ngờ với thiết bị độc lạ đó. Với tên gọi là Vibraslap, đây là nhạc cụ mà khi gõ vào đó thì các miếng kim loại bên trong hộp gỗ sẽ rung lên và tạo ra một âm thanh vô cùng độc đáo. Để chứng minh cho tác dụng đặc biệt đó, Todo đã dùng tay gõ vào đầu tròn và keng. Theo như thông tin được biết, Todo Aoi đã thay đổi bàn tay trái bị mất của mình bằng nhạc cụ Vibraslap này. Vốn dĩ, điều kiện kích hoạt của bất nghĩa du hí gốc là tiếng vỗ tay, nhưng anh đã dùng khế ước hoặc một cái gì đó để thay đổi nó thành sự va chạm giữa khối kim loại và hộp gỗ. Điều này có thể giúp anh hoán đổi khoảng 50 lần trên mỗi giây. Điều đặc biệt hơn nữa là ở thiết bị này, thông qua khế ước, Todo có thể tùy chỉnh số lần hoán đổi theo số lần va chạm của Vibraslap. Anh có thể chọn nhiều mục tiêu của thuật thức và mở rộng phạm vi hiệu quả. Với sự hỗ trợ của Yuta từ lãnh địa Hồ Gosho, anh đã hoàn thành việc điều chỉnh thuật thức, hoàn thành nhiệm vụ đưa các đồng đội chú thuật sư của mình trong lãnh địa phục ma ngự trù tử mới ra bên ngoài. Trong lúc Yuji còn đang ngạc nhiên, thì Sukuna đã bị hoán đổi vị trí ra sau lưng của Todo và trước mặt của Yuji khi cậu đang chuẩn bị tung đòn đấm. Todo cũng vung chân đạp từ dưới cầm Sukuna lên. Cùng lúc, Yuji thụi một đấm vào bụng hắn. Sukuna hiện tại vẫn chưa khôi phục được hai bàn tay trái. Hắn nhận ra rằng giữa ba chú thuật sư thì Todo tự xem mình là trung tâm và khó hoán đổi nhất. Sukuna thừa nhận sự xuất hiện của Todo là điều hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Ngay lập tức, Todo chạy đến. Anh nhảy từ trên cao xuống giữa tòa nhà đổ nát và keng. Sukuna bị hoán đổi với Todo. Anh đứng dưới tung sải chân đá hắn, nhưng Sukuna đã né được và đáp đất. Todo nhận ra Sukuna có thể di chuyển giữa không trung. Dù anh không biết tại sao hắn làm được, nhưng rõ ràng là hắn hoàn toàn có năng lực này. Đúng lúc cả hai đối mặt với nhau, thì bỗng Yuji đứng trên cao ném về phía họ một cục đá. Viên đá lao vút đến, và lần nữa, sau tiếng keng, Yuji lại bị hoán đổi. Cậu duỗi hai chân đạp thẳng vào bụng Sukuna. Cậu vùng nắm đấm lao tới, nhưng Sukuna đã kịp bắt lấy và chuẩn bị hất văng cậu đi. Tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Todo đã kịp thời keng, cứu nguy cho người anh em chí cốt. Vô số tiếng keng vang lên, cũng là lúc Yuji được hoán đổi với những đồ vật, con vật xung quanh để vả Sukuna Shomaler. Dù đang ở thế cộng kìm, Sukuna vẫn còn có thể tươi cười đánh giá tình hình. Hắn nhận ra sẽ có số lần hoán đổi tối thiểu và tối đa giữa hai lần gõ. Thực ra, Sukuna cũng đang hơi đuối rồi. Hắn tất nhiên không thể nào làm quen với một bất nghĩa du hí được Todo tùy chỉnh một cách thiên biến vạn hóa như thế được. Nhưng không có bức tường nào kín gió. Nguyên Vân tin rằng thuật thức của Todo cũng sẽ có khuyết điểm nhất định. Một tiếng keng nữa lại vang lên. Yuji liên tiếp tung đòn hất bay Sukuna vào cột bê tông. Nhưng Nguyên Vân cũng đáp trả bằng những nhát chém cực căng thẳng về phía cậu. Hắn phấn khích phát hiện ra sự tập trung của thằng nhãi này đã tăng lên. Sukuna nhớ lại trận chiến của Todo, Yuji với Hanami. Hắn suy đoán rằng kế đến là động tác nhử mồi của cậu, chứ sẽ không hoán đổi. Yuji lao đến với sự tập trung cao độ. Tiếng keng lại vang vọng. Thứ bị hoán đổi lần này là con quạ của Meme bay phía sau Sukuna. Thấy thế, Sukuna khá đắc ý. Hắn vội tung chân lên chuẩn bị đá Yuji. Nhưng ngay lập tức, cậu bất thình lình xuất hiện phía sau hắn và tung hắc thiểm. Trước sự bất ngờ của Nguyên Vương, Todo bất thình lình hô lên "It's luck mark time!" Và sau cảnh tượng đó, Yuji đã tặng cho Sukuna một pha cửu âm bạch cốt trảo. Năm ngón tay của cậu bấu chặt vào da thịt Sukuna đến tứa máu. Chứng kiến trực tiếp sự điên tiết và phẫn nộ của Itadori Yuji, kẻ mà mình từng coi thường, con cô hồn già cuối cùng cũng thổ tí huyết tươi dưới tay cậu. Nhưng hắn nào chịu thua dễ dàng như thế. Sukuna nhanh chóng đưa một tay lên thủ ấn bành trướng lãnh địa. Nguyên Vương là kẻ có hiệu suất chú lực cực cao.
Cho dù chủ lực của hắn đã cạn kiệt đến mức bằng với Utah đi nữa, thì chỉ cần thuật thức băm, chặt, đốt cháy được hồi phục thì có thể bành trướng lãnh địa lại được. Song, tại thời khắc quyết định đó, Sukuna đã nhìn thấy một thứ, và chỉ duy nhất một thứ mới có khả năng dừng hành động của hắn lại. Giữa những đám khói và bụi trắng xóa, Sukuna đã tận mắt chứng kiến vong linh mạnh nhất mà tự tay hắn đã chôn xuống đang xuất hiện trước mắt mình. Và chương 260 kết thúc bỏ ngỏ tại đó, để lại một sự tò mò vô cùng lớn dành cho độc giả. Liệu vong linh mạnh nhất đó phải chăng chính là Gojo Satoru, kẻ được cho là đã tử vong dưới tay Sukuna trong chap 236? Hay đó chỉ đơn giản là những hồi ức của Nguyên Vương về đối thủ mà hắn ấn tượng nhất tại thời khắc hắn chuẩn bị xuất huyết não đến chết vì ép cơ thể thực hiện bành trướng lãnh địa? Hoặc cũng có thể đó là Yuta bằng một cách nào đấy đã copy được vô hạ hạng bí truyền của gia tộc Gojo thì sao? Có lẽ anh em và Riri sẽ cần phải đợi đến chap 261 để biết kết quả rồi. Và đó cũng là kết thúc của video này. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên cho Riri một like và một subscribe nha. À mà nhớ nhấn cả nút theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video ship tea chuyển thầy cúng đại chiến sắp ra mắt trong tương lai nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.